Hello mọi người, thì sáng hôm nay mình chủ động dậy sớm để mình test về cái độ sáng của hai cái đèn pin mà hôm bữa mình review. Ở đây là một cái công viên vào buổi sáng, mọi người có thể thấy ở trên trời bây giờ là gần 5 giờ sáng và cái công viên này nó rất là tối luôn. Thì mình muốn sáng sớm hôm nay cũng vắng hè nên mình muốn vô để test cái độ sáng của cái đèn pin. Không có thấy đường đi đây. Đây là mình đang thử về cái đèn led cái đèn led móc khóa đó, chứ không phải là Nikon tiếp 2 nha. Đây là cái độ sáng thứ nhất của đèn. Ánh sáng đèn này nó màu trắng và nó nghiêng, nó thiên về hơi màu tím tím một chút xíu, chứ không phải gọi là trắng tinh luôn. Đó, không phải gọi là trắng tinh. Trời sắp sáng rồi. Đó, mọi người thấy cũng có thể có một cái vùng sáng khá là rộng đó. Đây là cái mức độ đèn sáng thấp nhất, cũng có thể thấy trong phạm vi khoảng chừng 3 mét, tuy là ánh sáng nó không có mạnh nhưng mà cũng có thể đủ thấy. Và đây là đèn chớp 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 đó, chớp chớp, và đây là cái mức sáng nhất của đèn đó, mức sáng nhất của đèn. Thì cái tầm hoạt động của nó khoảng chừng 10 mét, mình có thể nhìn được xung quanh khoảng 10 mét. Đương nhiên là càng về xa thì cái ánh sáng của nó sẽ không có được rõ cho lắm, nhưng mà nếu mà mình để dưới chân mình nó sẽ sáng nguyên một cái vùng luôn đó, sáng nguyên một cái vùng luôn. Thì đó là cái đèn móc khóa của mình. Còn đây là đèn tiếp đến thì sẽ là đèn Nikon tiếp 2. Thì đèn Nikon tiếp 2 này nó sẽ có 4 mức độ sáng. Để mình đứng ở cái vị trí lúc nãy đi. Độ sáng 1 lumen nè. Đó, 1 lumen. Hầu như là không thấy cái gì hết á. Không thấy gì hết. Và thêm một cái nữa sẽ lên, tăng lên là 30 lumen. 30 lumen, 200 lumen. Đèn Nikon tiếp 2 này thì nó là ánh sáng trắng, còn cái đèn móc khóa, còn cái đèn móc khóa này đó thì nó là ánh sáng màu trắng mà thiên về màu tím tím, nghiêng về màu xanh xanh tím tím một chút xíu. Còn đây là ánh sáng 200 lumen. Do là cái đèn này khi mà ánh sáng nó sẽ tỏa ra, còn cái đèn Nikon tiếp 2 thì ánh sáng nó sẽ tập trung vào một điểm. Do đó nên là mặc dù là chỉ có 200 lumen thôi nhưng mà có thể thấy là cái vùng sáng nó rất là rộng luôn. Nó tuốt muốt ở phía đằng kia luôn, thấy không? Và nếu mà mình chơi turbo luôn thì thật sự rất là sáng. Đây là chế độ turbo của đèn Nikon tiếp 2, 720 lumen. Đó, mọi người có thể thấy là sáng hết nguyên một cái vùng trời luôn, một cái vùng rất là rộng đó, sáng hết nguyên cái công viên luôn. Đương nhiên là mình sẽ bấm nút turbo thì nó mới sáng, còn nếu mà mình buông ra thì nó sẽ về lại cái độ sáng mình đang điều chỉnh đó. Đương nhiên là đèn Nikon tiếp 2 nó sẽ ăn đứt rồi, thấy không? Rất là sáng luôn. Mặc dù là bây giờ là trời hơi sáng sáng rồi á, thì hôm nay mình ra hơi trễ, lẽ ra thì mình nên test khoảng
lúc mà 4 giờ 4 rưỡi sáng á, lúc đó trời còn tối thui á, thì mới có thể thấy rõ, còn bây giờ trời hơi sáng sáng rồi. Nhưng mà nói chung thì cũng được. Đó, 200 lumen của đèn này coi tiếp hại. Có thể rọi phía tút ở phía đằng xa luôn. Và sẽ thử là cái đèn này. Đó, mặc dù là ánh sáng lớn nhất nhưng mà nó vẫn không có bằng là có tiếp hai. Thì đương nhiên cái đèn này á, cái độ sáng á, cái vùng sáng xung quanh nó sẽ rộng hơn là có tiếp hai, do là ánh sáng nó sẽ tản sang xung quanh đó. Đó, còn cái đèn này coi tiếp hai này á, thì nó sẽ tập trung lại thành một điểm, do đó nên là cái độ sáng của nó sẽ xa hơn. Đó, mặc dù là mình đã chỉnh hết độ sáng rồi nhưng mà không thể thấy được ở phía cuối đằng kia, không thể thấy rõ ở phía cuối đằng kia. Theo thông số thì cái đèn này á, nếu mà bật cái chế độ sáng nhất, tức là khi mà mình bật đèn sau đó mình sẽ ấn nút nguồn và mình giữ, thì cái độ sáng maximum của nó là khoảng 500 lumen. Đó, 500 lumen, nhưng mà mình thấy nó vẫn không sáng bằng cái đèn này có tiếp 2 200 lumen này. Đó, chỉ có 200 lumen thôi mẹ rọi thấy tút ở phía đằng xa luôn. Cái đó là mình chưa có bật turbo, và đây là cái chế độ turbo nè. Đó, rất rất là sáng luôn, hầu như là sáng nguyên một cái vùng trời luôn á, thấy không? Đó, đèn Nikon tiếp 2 á thì nó sẽ có một cái nhược điểm là cái cục pin nó sẽ hơi hiểu hơn là so với cái đèn móc khóa này, do là Nikon tiếp 2 nó sử dụng hai cái đèn, chỉ có hai cái bóng đèn led thôi, công suất cao, công suất lớn nên là rất là hao pin và cũng như là đèn dễ nóng hơn. Còn cái đèn này á, thì nó sẽ sử dụng những cái bóng led nhỏ xíu xíu, đó là những cái bóng led thông thường thôi. Mà cái đèn này nó tới khoảng 2, 4, 6, 30 cái bóng led trên một cái đèn này. Còn cái đèn này có tiếp 2 này thì nó chỉ có là hai cái bóng led thôi. Do đó nên là cái độ sáng của nó rất là cao, và đồng thời thì pin của nó sẽ hơi hẻo. Đó, nếu mà thí dụ đi mà mình bật chế độ 720 lumen này lên thì chưa đầy 1 phút, khoảng chừng 10-15 giây thì cái đèn nó đã tỏa nhiệt rồi. Đó, cái đèn này có tiếp hai trên tay mình nè, nó đã tỏa nhiệt rồi, cũng RGB thì nó cũng hơi nóng. Và nếu mà mình mở cái chế độ turbo 720 lumen lên thì nó chỉ duy trì khoảng hơn 10 phút. Theo thông số của nhà sản xuất nói thì 15 phút, nhưng mà không đến 15 phút đâu, khoảng chừng 12 13 phút là cùng. Nhưng mà thật sự nếu mà thí dụ mà mình mở turbo lên mà 15 phút á, là cái đèn này cầm phỏng tay luôn. Đó, mình sẽ đứng ở trong một cái góc hẹp. Ra ngoài đây đi. Trời bắt đầu đã sáng lên rồi. Nên là cái ánh sáng của cái đèn, mình sẽ chui xuống cái gầm này ở ngoài công viên. Đây là cái khu trò chơi của con nít, có vài cái này kia là gì ta, thú nhúng hả, đồ nhúng đó, đồ nhúng là sò đó. Mình sẽ đứng ở đây, và đây là cái đèn. Mình sẽ thử về cái đèn này trước, cái vùng chiếu rộng sáng của nó. Đây là đèn móc khóa, đó có thể nhìn được là tuy là nó cũng khá là sáng nhưng mà cái ánh sáng của nó là thuộc cái dạng là hơi tím tím chứ không phải là ánh sáng trắng như cái đèn này coi tiếp hai này. Cái chế độ yếu hơn là cái chế độ nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy. Như vậy á thì khi mà rọi vào mặt của mấy thằng ăn cướp á, hoặc là mấy thằng mà nó giật xe này kia á, nó ăn cướp xe mình, hoặc là nó dàn cảnh á, thì sẽ làm lóa mắt của tụi nó luôn. Còn đây là đèn Nikon tiếp 2.
với cái chế độ sáng thứ nhất đó là 1 lumen, và chế độ sáng thứ hai đó là 30 lumen. Tuy là 30 lumen nhưng mà nó cũng rất là sáng rồi. Wow, tự nhiên cái này nó tự rung luôn rồi. Tiếp đến sẽ là 200 lumen. Đó, 200 lumen. Và 720 lumen. Sáng hết nguyên một vùng luôn. Thấy không? Cái độ sáng của nó rất là xa. Và nếu mà so sánh về cái vùng rộng sáng của hai cái đèn này á, thì đương nhiên là cái đèn này nó sẽ có vùng sáng rộng hơn, tức là nó sẽ tản sang xung quanh. Còn cái đèn này thì nó sẽ tập trung vào một cái đường thẳng thôi, do đó nên là cái ánh sáng nó sẽ tập trung, nó sẽ chiếu xa, nó sáng hơn so với cái đèn móc khóa này. Và tiếc là cái đèn này có tiếp hai thì nó không có chế độ chớp 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 tắt tắt như cái đèn móc khóa này đó, nhưng mà nó có một cái chế độ tăng cường, đó là cái chế độ turbo đó. Chế độ turbo thấy ánh sáng rất là rộng, chiếu xa phía đằng kia luôn, thấy không? Đó, bây giờ trời sáng rồi, mình sẽ tắt hai cái đèn đi. Và thật sự ra thì trong quá trình mình sử dụng thì mình thích cái đèn Nikon tiếp 2 hơn. Bởi vì các bạn biết sao không? Cái đèn Nikon tiếp 2 á, nó rất là bền. Mình đã mua cách đây khoảng 1 năm rồi, và mình nhúng nước chắc cũng vài chục lần rồi, nhưng mà nó vẫn không có hư, nó vẫn chưa hư, và đến giờ mình vẫn xài rất là bình thường luôn, mặc dù là mình rất là ít sử dụng đó. Với lại phần cái kích thước của nó rất là nhỏ gọn luôn, nhìn nè, nó chỉ có chút xíu thôi, hầu như là nó khoảng bằng hai cái ngón tay của mình thôi đó, chỉ bằng hai cái ngón tay của mình thôi. Và cái thiết kế của nó rất là đẹp, cái đế hít 500 nữa, cái đít của nó đó có hai cái cục hít 500, thì khi mà mình gắn vào trong cái chuôi như vậy đó, nếu mà mình cần sử dụng mình chỉ cần giật mạnh ra là nó ra thôi, chứ mình không cần phải tháo như là cái đèn móc khóa kia. Thiết kế của cái đèn này có tiếp hai này, khi mà mình đi trời mưa, trời gió, trời bão á, mình vẫn sẽ không có sợ nó hư. Còn cái đèn này á, tuy là nó có một cái lớp bọc cao su chống nước, nhưng mà mình cảm thấy nó không có an toàn, do là cái nắp này á, nó chỉ đậy cho có thôi, chứ nó không có chắc cho lắm. Đó, đậy cho có thôi, chứ thật sự là cũng không có chặt cho lắm. Và nếu mà nó đẩy cái nắp phần cao su này ở phía bên dưới á, thì nó sẽ hay hơn. Bởi vì á, do là khi mà mình treo đèn thì cái đèn nó sẽ như thế này. Nếu mà ví dụ mà có trời mưa, trời gió đi, thì nước mưa nó sẽ chảy từ phía trên chảy xuống, nó sẽ không có đi vô cái chỗ này. Còn nếu mà bên hông thì nước mưa á, nó có nguy cơ thì nó sẽ thấm vào ở phía bên trong, mặc dù đã có cái lớp cao su rồi, cái lớp cao su này, nhưng mà mình thấy nó không có chắc chắn. Và nếu mà trong quá trình mình di chuyển xa hoặc là mình vận động mạnh đó, thì cái lớp cao su này nó vẫn có nguy cơ là nó sẽ bị bục ra khỏi cái vị trí của nó. Và hôm bữa thì mình quên nói là cái đèn này á, tuy là nó không có báo pin nhưng mà nó sẽ có báo cái đèn sạc, tức là có một cái phía đèn trắng ở trong đây nè, nếu mà mình đang sạc nó sẽ hiện lên màu đỏ, và nếu mà mình sạc đầy nó sẽ hiện lên màu xanh. Còn cái đèn này có tiếp hai này đó, nó sẽ báo cho mình mất pin, tức là mình sẽ bấm cái nút ở phía trên đầu đèn nè, nó sẽ có hai cái nút thôi, một cái nút nguồn với lại một cái nút chỉnh. Thì mình sẽ bấm cái nút chỉnh, nó sẽ nhấp nháy cái đèn màu xanh. Nếu mà nó nhấp nháy 3 lần, tức là pin của cái đèn này còn trên 50%,
tức là nó sẽ không có báo chính xác là còn 60 mấy 70 80%, nhưng mà nếu mà nhấp nháy như vậy á thì tức là đèn vẫn còn đang đầy pin, tức là nó độ khoảng từ 100% sụt xuống khoảng trên 50%. Và nếu mà cái này nó hai nháy thì tức là còn dưới 50%, tức là khoảng trên 10% và dưới 50% pin. Và nếu mà chỉ có một nháy thôi, tức là đèn gần hết pin rồi, là cái mức độ pin của một nháy là dưới 10%. Đó, thật sự rất là đẹp luôn. Nhà sản xuất đó, họ nói là họ đã gia cố về cái phần chống nước ở trong cái cổng sạc này rồi, nhưng mà thật sự ra thì mình vẫn không có yên tâm, cho đó nên là phải chụp cái đuôi ít của nó lại, tức là cái đuôi 500 đó, để cho nó ôm sát vào đèn, và khi mà mình ngâm nước thì cái đèn này nó cũng sẽ có một cái hiện tượng khi mà mình tháo cái đuôi đèn ra đó, nó sẽ có một vài giọt nước nó đọng ở đây đó. Khi mà mình ngâm nước xong thì mình nhớ chú ý là mình tháo cái đuôi đít ra và mình sẽ lau nước ở cái phần 500 và cái phần lỗ sạc này, để cho cái thời gian sử dụng điện của mình đó nó được bền và nó lâu hơn. Mình không biết nó có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà thật sự ra thì cái này còn tiếp hai này á, mình đã sử dụng, mình ngâm nước chắc cũng 30 40 lần rồi, mình quăng vô trong thau nước xô nước này kia đó, nhưng mà nó vẫn chưa hư, nó vẫn chưa hư, vẫn sạc, vẫn xài được bình thường luôn. Hầu như là sau 1 năm mà mình sử dụng á, ngoài những cái vết chày ở trên cái vỏ nhôm của nó ra thì các bạn có thể thấy nè, ngay cả cái tên, cái hiệu đèn nó vẫn còn nổi lên rất là rõ luôn, nó không có bị mờ đó. Nikon tiếp 2 và cái phần thấu kính của đèn này á, nó vẫn không có chạy nữa. Và cái phần nhựa này á, nó vẫn còn rất là chắc chắn khi mà mình gắn lên trên cái nón bảo hiểm á, gì gắn lên trên cái nón kết của mình á, thì nó ôm rất là chặt luôn. Đó, chính vậy mà mình nói là nếu mà các bạn muốn một cái đèn á rẻ, giống như là cái kinh tế của mình không có được nhiều á, thì các bạn có thể mua và sử dụng cái đèn móc khóa này thì cũng tốt. Nó chỉ có khoảng trên dưới 150 thôi đó, trên dưới 150 một cái đèn này thôi, xài thì nó cũng tốt, nó cũng nhỏ gọn so với những cái loại đèn pin cầm tay thông thường rồi, nhưng mà nó mặc dù cái thiết kế của nó hầm hố, nhưng mà mình thấy là nó cái kiểu mà nó mong manh dễ vỡ như thế nào á đó. Đây là nếu mà các bạn không có nhiều tiền và điều kiện kinh tế không có cho phép thì mình có thể sử dụng và mình mua cái đèn này cũng vậy cũng được. Còn nếu mà các bạn muốn chơi lớn luôn, mua một lần rồi xài luôn á, thì mình nghĩ là nên mua cái đèn Nikon tiếp 2 này, bởi vì cái thiết kế của nó so với cái đèn này nè, nó rất là đẹp. Và cái đèn Nikon tiếp 2 này á, cái độ sáng của nó maximum là 720 lumen, nhưng mà về cái kích cỡ của nó đó, đó chỉ cái đèn móc khóa này nó sẽ lớn hơn cái đèn này có tiếp 2 tới 1,5 lần đó, so sánh mình up lên nè. Và đây là hai cái đèn đó, hai cái đèn thiết kế của này có tiếp 2 nó sẽ nhỏ gọn hơn và nó thiết kế nó rất là đẹp. Ngoài ra thì cái đèn này nó rất là đa năng để mình sử dụng, bởi vì nó có một cái clip ở trên đây nè, để mình dán lên trên cái mũ lưỡi chai á, mỗi khi mà mình đi du lịch ở trong rừng hoặc là mình đi dạo biển vào ban đêm á, thì mình có thể gắn cái này lên trên cái nón kết hoặc là cái mũ lưỡi chai của mình, để mình có thể linh hoạt, mình có ánh sáng, mình làm việc hoặc là mình đi khám phá này kia. Nếu mà mình sửa đèn này kia, mình đeo, mình đổi cái nón mà mình gắn cái đèn này lên cũng rất là tốt. Nói về cái phần 500 thì cả hai cái đèn đều có 500,
Nhưng mà cái đề này á, 500 nó sẽ không có dính chặt. Còn cái đề này á, 500 nó rất là dính, nó rất là chặt luôn. Đó, cái này thì 500 nó hơi lỏng lẻo, còn cái đề này 500 nó chặt lắm. Đó, thấy không? Như vậy thì mình đã review xong rồi đó. Thì nếu mà mọi người muốn mua cái nào á là tùy ý của mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Và nếu mà các bạn chưa đăng ký á, thì nhớ đăng ký kênh giúp mình, bởi vì đây là kênh YouTube mình mới vừa làm thôi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ.